Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình mới vừa về cái chiếc app ha. Cái chiếc app này là chỉnh, cho đèn motor. Đèn thì đèn motor, motor này là motor 550 ha, 550 hoặc là motor 775 ha. Thì cái chiếc app, cái chiếc app chỉnh này nè thì xài cho motor quạt cái đồ đó, mọi người, với đèn cái đồ đó. Thì mình mới vừa về được một số ha, mình mới vừa về được có khoảng tầm 20 cái ha, mọi người nhanh tay mọi người đặt hàng ha. Thì một cái này mình bán với giá 22.000 nha. Đây, sau khi mà mình khui hàng ra đó mọi người, thì mình được cái chiếc app nè, cái chiếc app mình được cái được cái app với mình được cái kêu cái công cái đồ phá ha, dặn mình siết lại nè, siết lại này còn được cái đồ chỉnh volume nè, thấy không? Vô đây thì mình sẽ hướng dẫn với mọi người cách câu luôn ha, rất là dễ nha, có nhiều người ta, nhiều anh em không biết á, thì mình chỉ anh em câu luôn ha. Mình nói là hàng này nó xài con phét ha mọi người, xài phét. Phét này là cái dòng chạy qua là dòng âm ha. Đây là con phét đây. Phét này là phét công suất cao nha mọi người, chứ không phải như mấy cái hàng mà phét công suất thấp ha. Phét là phét công suất cao. Thì một cái như vậy là mình bán với giá là 22.000 ha, không bao phí vận chuyển nha. Còn phí ship là 30k toàn quốc ha. Để mình sẽ hướng dẫn cho mọi người câu ha. Trước tiên á là mọi người câu dây đỏ với dây trừ nè, dây này là dây đen, dây này dây đỏ này với dây đen nè, mọi người câu vô. Đây là mình test thực tế nha. Đây là một cái bình nè, người thấy bình không, bình nè, câu vô nè, nó gì đỏ nè, là vô cục dương nè, gam là vô cục đen nè. Rồi ví dụ như cái bóng đèn này nè mọi người, đây là cái bóng đèn này đúng không, thì mọi người câu cho mình á, cái bóng đèn này thì mọi người câu cho mình á là một dây á là vô dây dương nè, dây vô dây dương chung luôn nè, thấy không? Đó, rồi còn một dây còn lại thì mọi người câu vô dây vàng ha, dây vàng nè, dây vàng của cái đầu ga của cái bóng đèn nè đó. Thì mình đẩy bóng đèn đây rồi mình sẽ bật lên cho mọi người xem ha. Nè, đây nè, đó, cháy không? Đó, mọi người thấy dễ không? Nè, tăng giảm nè, tăng nè, giảm nè, tắt nè, đó, thấy không? Thì này câu rất là dễ nha. Mà hàng này thì hàng này loại này là công suất cao nha, nên mọi người xài đi motor 775, 550 đều được. Rồi mình sẽ câu motor cho mọi người xem ha. Mở ra. Mở bóng đèn ra. Mình sẽ gắn cục motor vô. Nè, đây là cổng nè, mình vô cổng nè. Trừ nè, thì mình vô trừ của cái bộ điều khiển nè. Đây là bộ, là cái cục điều khiển ha mọi người. Cái chiếc áp điều khiển á. Nè, mình sẽ đẩy cục motor này mọi người xem này nè, nó thấy không mạnh nè, nó mạnh nè, nó mạnh nè, nó mạnh nè, nó yếu nè, nó yếu nè, nó yếu nè, yếu nè, nó yếu đó mọi người, là cái yếu nhất luôn nè. Rồi tắt nè, nó thì mình cho chạy cũng phép, nó rất là mát không mọi người. Phét nó rất là mát ha, nó không có nóng luôn ha. Đây, phét này là phét công suất cao ha. Thì hàng này là mình bán với giá là 22.000 ha, mình không có bao phí phí vận chuyển nha. Thì phí ship thì mọi người chịu ha. Thì mình ship toàn quốc luôn ha. 22.000 một cái, ship là 30k ha. Thì mọi người lưu ý nhớ ha. Mình chỉ nhớ là cái cộng đi đổi dây đen, thì vô bình ha. Còn còn hai dây của động cơ thì một dây vô dây vàng, một dây vô dây đỏ ha. Thì mọi người nào hay là anh em nào mà có không biết á,
thì liên hệ với mình trên số Zalo ha, thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người 24/7 ha. Ngày xài thì ngày xài bền lắm em mọi người, này nè, ngày xài bền lắm. Đây cái loại này là mình lấy về là lấy mấy cái xài mấy cái phách độ cao này, mình cho mọi người coi phách nè, đây là phách nè, phách này phách này phách công suất cao ha, không phải như mấy loại kia mấy hàng nhái mà xài phách công suất thấp này, nên nó rất là nóng nè, túi ha. Này thì xài được cho đèn nè, rồi bạn rồi đèn rồi motor nè, motor 775 nè hoặc là motor 50 nè, này xài nguồn 12V nha mọi người, này xài nguồn 12V ha. Còn khi mà mình giao cho mọi người á thì mình có vô bọc gì nè, đây là tem nè, tem này ở bên Trung Quốc về nha, bên Trung Quốc về, bên nước Trung á nhập về nè, có mã QR đàng hoàng nè, bọc đàng hoàng ha, thì đầy đủ ha. Thì ở trong bọc này nó có ba phụ kiện ha, ốc dặn nè, và cái đầu này là cái đầu này cái đầu volume nè, rồi cục chiếc áp nè, bị tốc túi này 12V ha. Rồi mình xin kết thúc video ha, thì mình ship toàn quốc ha, thì này mình bán giá 22.000 một cái ha, mọi người nhanh tay ha, mình lấy số lượng về cũng ít lắm, mình lấy tầm khoảng 20-30 rồi, bán hết thì xong rồi mình lấy tiếp ha, mọi người lưu ý nhanh tay đặt hàng nha.